Xin chào các bạn. Hôm nay Thanh Long chia sẻ các bạn về công thức tính cung sanh và cung sanh ứng dụng trong trường hợp nào. Cung phi, cung tử thì ứng dụng ra sao? Hôm nay Thanh Long chia sẻ các bạn về cung sanh. Mời các bạn cùng tham khảo. Ở đây mình đã liệt kê một số cơ bản công thức để mà mình vận dụng tính cung sanh. Thì gồm có bước 1 là tầm thiên can. Thiên can nghĩa là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Bước thứ 2 là chúng ta tầm khẩu quyết cái vần thơ để chúng ta học và dễ nhớ. Cái thứ 3 là tầm cung. Tầm cung để mình biết mình thuộc cung gì. Thì trong cuộc đời chúng ta sanh ra, vừa sanh ra là các nhà mà chuyên về mà xem cái cung mệnh, gọi là xem bát tự, thì người ta sẽ động giáp. Thì khi trong bát tự này là tất cả đều ứng dụng trong cái cung sanh này. Trên cơ bản thì có ba cung. Cung sanh là khi sanh ra để dùng bát tự xem kiết khung trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như mình sanh năm nay, rồi cái tháng nào bị thiên can nó khắc như thế nào, cuộc đời mình vất vả ra sao, học hành thư kỷ thế nào, thì đây là nó thể hiện qua cái bát tự và cung sanh. Rồi đến khi mình trưởng thành, mình đến cái tuổi cập đê, thì lúc này chọn cái cung phi để ứng dụng trong cái hôn nhân. Rồi đến cuối cuộc đời của mình, thân già, rồi đến khi phải lực cùng sức kiệt, phải chết đi, lúc này phải tính vào cái cung tử, và là cung sanh, cung phi rồi tới cung tử. Thì cũng có một số thầy vận dụng trong cái cung sanh này là kết hợp các cung hợp nhau thì cưới nhau, đó là cũng vẫn tốt. Về ngũ hành hợp âm, thiên can chi hợp nhau là lấy nhau được. Nhưng để xét cho tốt, tất cả cung sanh chúng ta tính tốt mà xét qua cung phi, nếu thấy xấu thì chúng ta nên dừng. Mà nếu như cung sanh tốt mà xem cung phi tốt nữa, thế đó là đại cát, là cái tỷ lệ hôn nhân rất là cao đó. Còn nếu như xét cung sanh tốt mà cung phi xấu thì chúng ta phải nên dừng lại. Thì trong cái cung phi cũng có một cái bài thơ nói về kiết khung khi kết hôn với nhau. Thì hôm nay chúng ta nói về cung sanh, mình chia sẻ các bạn cách tính cung sanh. Bước thứ nhất là chúng ta phải tầm thiên can. Trong trường hợp này chúng ta sẽ bắt đầu tuổi kỷ tỵ. Đây là chữ kỷ. Đây là kỷ tỵ. Kỷ tỵ này là sanh năm 89 ha. 89 hoặc là năm 29. Thì cái tuổi kỷ tỵ này chúng ta muốn biết mình là con của nhà giáp nào. Thì trong đây là có lục giáp, mình phải biết mình con của nhà giáp nào thì để chúng ta biết được cái cung mình là cung gì. Thì tuổi kỷ tỵ này muốn tìm được mình thuộc cung nào thì chúng ta sẽ áp vào chữ tỵ là chữ giáp, và chúng ta nghịch theo kim đồng hồ là quyển Động Công Trạch Nhật Các Hung Dụ Sự, là nói về hôn nhân, cung sanh, cung phi bát trạch và cung phi bát tự. Trang 102. Cách tìm cung phi. Cung phi là từ tám quẻ càn, khảm, cấn, chấn mà ra. Mỗi người đều có ba cung: cung sanh, cung phi bát trạch và cung phi bát tự. Thêm một cung tử khi chết mới tính là bốn cung cả thảy. Cung sanh còn gọi là cung ký. Cung sanh chỉ dùng để coi về số mệnh mà thôi, không dùng về việc cưới gả, tạo tác vân vân. Nếu dùng trong việc cưới gả, tạo tác là sai, gây hại cho mọi người. Sau đây là cách tìm cung sanh. Muốn tìm cung sanh phải thuộc mấy câu thơ sau đây: Nhất khảm nhì khôn tam chấn, tứ tốn ngũ trung, lục càn thất đài, bắt cắn củ ly. Giáp tí tầm lôi, giáp tức càng, giáp thân khôn thượng, giáp dần gian,
Giáp Ngọ Ly Cung, Hoàng Mã Thượng, Giáp Thìn Tốt Thượng, Định Kỳ Chân. Bắt đầu. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. Như vậy là người kỷ tỵ này là con của nhà Giáp Tý. À, Giáp Tý. Giáp Tý, bắt đầu chúng ta bước qua bước thứ hai là tìm khẩu quyết. Giáp Tý tầm lôi. Lôi là chấn. Chấn là thuộc sấm sét ha. Thì nó mang con số 3. Các bạn phải nhớ Giáp Tý tầm lôi mang số 3, bởi vì cung chấn là số 3. Cái con số của cung chấn là số 3 ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bước thứ 3. Bước thứ 3 là tầm cung. Như vậy là Giáp Tý con số 3 thì chúng ta bắt đầu con số 3 ở đây. Và chúng ta theo thứ tự từng con số từ bé đến lớn. Khi đến lớn hết rồi chúng ta sẽ quanh trở lại chữ bé, là cũng từ bé đến lớn tiếp. Trường hợp này người kỷ tỵ con nhà Giáp Tý, Giáp Tý mang con số 3. Chúng ta sẽ bắt đầu. Chữ giáp tại số 3 thuận theo con số tới chữ kỷ chúng ta dừng. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. Như vậy là người kỷ tỵ, người kỷ tỵ là cung cấn, nam cung cấn, nữ cung cung cấn nha các bạn. Rồi tiếp theo người kỷ mẹo. Người kỷ mẹo chúng ta cũng đếm như kỳ trước, lần trước. Chữ giáp bắt đầu chữ mẹo, nghịch theo kim đồng hồ cho đến chữ kỷ, tới chữ kỷ chúng ta dừng. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. Như vậy là kỷ mẹo con của nhà Giáp Tức. Giáp Tức thì bước thứ hai có khẩu quyết như sau. Giáp Tức càn. Giáp Tức là thuộc càn ha, là mang câu số 6. Thì một cái câu thơ đó, nó gồm cả hai cái này, nhưng mình muốn chia nhỏ để các bạn dễ hiểu. Giáp Tý tầm lôi, Giáp Tức càn ha. Thì ở đây Giáp Tức là càn số 6. Như vậy chúng ta bắt đầu số 6 là chữ giáp, và theo từ bé đến lớn tới chữ kỷ chúng ta dừng. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. Như vậy là cái người kỷ mẹo là cung khôn. Rồi chúng ta bước thứ một tiếp nữa, đây là kỷ sổ. Và chúng ta cũng thứ tự chữ giáp tại sổ luận cho tới chữ kỷ chúng ta dừng. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. Như vậy là kỷ chủ con già Giáp Thân. Thì qua bước thứ hai, Giáp Thân. Giáp Thân khôn thượng là mang câu số 2. Giáp Thân là số 2. Chúng ta sẽ bắt đầu chữ giáp số 2, đếm tới chữ kỷ chúng ta dừng. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. Như vậy là người kỷ sửu. Kỷ sửu là cung đoài. Tiếp theo kỷ hợi. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ là con của nhà Ngọ. Con nhà Ngọ. Ngọ là Giáp Ngọ Ly Cung Phò thượng vị. Như vậy là thượng vị. Như vậy là mang câu số 9. Chúng ta sẽ bắt đầu. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ. Như vậy là người kỷ hợi là cung cấn. Tiếp theo người kỷ dậu. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ là con nhà Giáp Thìn. Giáp Thìn là Giáp Thìn Tốn Vị Định Kỳ Chân. Như vậy là Giáp Thìn là con số 4. Chúng ta bắt đầu con số 4. Giáp
ác bính đinh mậu kỷ. Người Kỷ Dậu là cung Ly. Kỷ Dậu là cung Ly. Rồi tiếp theo là dùng là Kỷ Mồi. Giáp ất bính đinh mậu kỷ là con nhà Giáp Dần. Giáp là con nhà Giáp Dần. Thì chúng ta sẽ tìm con nhà Giáp Dần chỗ nào. Giáp Dần sang, Giáp Dần sang cấn là con số 8. Người Giáp Dần là con số 8. Giáp ất bính đinh mậu kỷ như vậy là người Kỷ Mùi là cung tốt. Kỷ Mùi là cung tốt. Rồi chúng ta sẽ liệt kê lại một số. Thứ nhất là chúng ta biết phải tầm được cái can con nhà Giáp nào. Bước thứ nhất, ví dụ bạn sinh năm 1089 là thuộc kỷ Tỵ, năm 88 là năm Mậu Thìn. Chúng ta sẽ bắt đầu chữ Mậu Thìn như thế nào? Chúng ta cũng bắt đầu là chữ Giáp tại Mậu, tại Mậu Thìn. Giáp ất bính đinh Mậu là chúng ta phải dừng. Như vậy người sinh năm 1988 con của nhà Giáp Tý. Giáp Tý thì tầm lôi là mang con số 3. Giáp ất bính đinh Mậu, bởi vì người này là Mậu Thìn, chúng ta phải dừng tại chữ Mậu. Như vậy là người Mậu Thìn là cung đoài. Tiếp theo, người đó là Mậu Ngọ, chúng ta cũng tính như công thức trên. Giáp ất bính đinh Mậu là người Mậu Ngọ là con nhà Giáp Dần. Giáp Dần thì là con số 8. Số 8 ở đây, Giáp ất bính đinh Mậu là người Mậu Ngọ là cung Chấn. Các bạn, như vậy rất là đơn giản, không có khó khăn gì cả. Mà các bạn chỉ nhớ từng bước một. Bước thứ nhất là tầm thiên can, mình thuộc con nhà Giáp nào. Bước thứ hai là tầm cái khẩu quyết. Mỗi cái khẩu quyết đều có con số, và con số này áp dụng vào cái bước thứ ba là tầm cung. Con số mấy thì tầm số mấy thì nó sẽ ra cái kết quả. Còn cái khẩu quyết này thì nó là hai câu, nó thành là một để nó có vần thơ. Bài của nó đầy đủ ý nghĩa là Giáp Tý tầm lôi, Giáp Tức càn, Giáp Thân khôn thượng, Giáp Dần sang cấn, Giáp Ngọ ly cung hò thượng vị, Giáp Thìn tốn vị định kỳ chân. Đó là bài thơ đó, còn gọi là cái khẩu quyết. Hồi xưa gọi khẩu quyết, bây giờ gọi bài thơ. Thì các bạn biết cái này, công thức này là sẽ tầm ra cái cung sanh của mình. Và tầm cung sanh của mình là tính ra được bát tự. Trong bát tự thì cũng có đầy đủ ngũ hành. Ví dụ năm Quý Mão, Quý là thuộc thủy, Mão là thuộc mộc. Về cái người tuổi Quý Mão, trên cơ bản thân thể của họ trên cơ bản là đã sung sướng ha. Đó đối với là nam, nữ, gái, đinh nhâm quý thì thường hai đời chồng, nhưng mà nam là có tài đó. Còn về đây là cung sanh, ví dụ kỷ Tỵ là năm 1989, cùng một cung giáp ất bính đinh mậu kỷ con nhà Giáp Tý. Giáp Tý là số 3. Giáp ất bính đinh mậu kỷ là cung Cấn. Thì người sinh năm 1989 và 29 là đều là cái cung Cấn. Cung Cấn thì theo cung phi, Cấn với Cấn là hợp với nhau, nó thuộc là Tây Tứ Trạch. Nhưng về cung phi xét thấy năm 89 thì nam là cung Khôn, nữ là cung Tốn, mà Tốn và Khôn nó thuộc là ngũ quỷ. Thì xét về cung phi phạm ngũ quỷ là không được lấy nhập. Đó. Thì cho nên là trong một cái hội đồng phong thủy
Thì các nhà phong thủy trong đó có cái ông gọi là Đổng Công, ông được lý luận rất là nhiều về cái công thức vợ chồng. Thì các nhà phong thủy khác là công nhận sau khi tính cung sanh hợp mà xét lại cung phi của công thức của Đổng Công và thấy phạm thì dừng. Vì vậy là thường là ta tính hôn nhân là tính cung vi, bởi chia ra ba tầng cung. Khi ra đời là tính cung sanh để tính bất tử, khi lớn lên lấy nhau là lấy cung phi để kết hợp vợ chồng, cuối đời sau khi chết đi là chúng ta dùng cung tử. Cung tử thì nam khôn nữ cấn là con cháu sẽ gặp được cái phúc đó. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn về cung sanh là ý nghĩa cơ bản là như vậy. Nếu như các bạn thấy có ý nào hay hơn cứ comment vô, là cái ý Thanh Long chưa đủ các bạn góp ý, mình cảm ơn. Nếu các bạn thấy là cần hỏi cứ comment vô thì hỏi Thanh Long chia sẻ, các bạn đừng ngại. Còn các bạn thấy kênh này mà hữu ích thì các bạn chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Thanh Long, bởi vì Thanh Long cũng muốn các bạn ủng hộ bằng cách đăng ký kênh hay là bấm like để cho Thanh Long có động lực chia sẻ những cái bài kế tiếp. Thanh Long xin kính chúc các bạn luôn giải thành công và xin chào. Là trang 103 nói về ký ngũ trung. Khi mà con số chúng ta tìm những cái số tuổi nó không nằm trung cung, nghĩa là chúng ta cộng trừ và cộng trừ xong thì cái số dư nó còn 5, đó gọi là con số trung cung, thì chúng ta sẽ áp vào bốn bài thơ đây. Bính dần ký khảm ất tỵ đoài, canh thân khôn thượng toán vô sai, đinh hợi kỷ hợi đồng ký cấn, nhược ư nhâm ngọ thị ly bài. Có nghĩa là những người cái tuổi mà còn số 5 nằm trung cung, nếu mà nằm ở chỗ bính dần thì nó thuộc là cung khảm, người ất tỵ là thuộc cung đoài, người canh thân là cung khôn, người đinh hợi kỷ hợi là cung cấn, còn người nhâm ngọ thuộc là cung ly. Đó là qua bốn cái bài thơ mà ký ngũ trung, thì đây là có bốn bài thơ của Hán ngữ thì cũng dịch ra là bốn câu thơ nói trên.